Tại sao cô ấy lại leo lên giường và ôm mình ngủ? Anh và người đấy chia tay rồi à? Tôi Dương. Anh Duy. Chẳng lẽ là anh chàng này sao? Chào thiếu gia Cao Minh. Đây là Dương, vợ của tôi. Chẳng lẽ Hàn chính là người mà Dương yêu thầm? Nhưng mà hắn ta có người kết hôn rồi cơ mà nhỉ? Vậy mà lại còn cố tình động chạm tới Dương. Hôm nay em nhất định phải tới. Anh sẽ đợi em. Chào thiếu gia Cao Minh. Đây là Dương, vợ của tôi. Anh, sao anh? Dương là vợ của cậu. Ừ. Anh Duy, anh đợi em một lát nhé. Sao tự nhiên anh lại nói như vậy chứ? Anh có biết đó chính là người mà tôi thích thầm, tôi đã kể với anh đấy không? Bây giờ phải làm sao đây? Bây giờ trên hợp đồng ấy, cô là vợ của tôi thì dĩ nhiên gặp đối tác tôi phải giới thiệu chứ. Tôi không cần biết, anh giải thích lại với anh ấy đi. Đừng để anh ấy hiểu lầm tôi. Tôi không thích. Thế tại sao tôi phải đi giải thích với hắn ta làm gì? À, hóa ra là vợ tôi có quen cậu. Chẳng đất này quả là nhỏ thật đấy. Xem ra hắn ta không vui thật. Dương có tham gia câu lạc bộ trà đạo của tôi. Cũng không ngờ là cậu lại kết hôn với một người con gái vừa xinh xắn, vừa khéo léo như Dương đấy. Cậu nói cái gì cơ? Khéo léo á? Tôi cho cậu biết nhá. Dương đây ở nhà ấy, nấu ăn dở tệ bậc nhất, lại còn ngủ ngáy này, ở nhà thì lôi thôi luộm thuộm, chán lắm. Anh Duy, anh đừng nghe anh ấy nói, sự thật không phải như vậy đâu ạ. Mà tôi nghe báo công bố tin là cậu đã có đối tượng muốn kết hôn rồi, đúng không? Đúng vậy. À, vậy thì đó phải là một người tuyệt vời đúng không nhỉ? Hay là hôm nào rảnh, cậu giới thiệu cho bọn tôi biết đi. Hôm nay tôi hơi bận, hẹn gặp lại hai người sau nhé. Dương, anh đi nhé. Chậm một chút, anh đã để lỡ mất em. Dương, chúc em hạnh phúc. Ôi, cô làm sao đây? Anh thật là quá đáng. Tôi làm sao? Cô giận tôi đi à? Tôi có làm gì đâu. Chẳng qua tôi muốn cho cô biết sự thật để cô bớt ảo tưởng thôi mà. Sao giận tôi cái gì? Tôi ghét anh. Đồ đáng ghét. Ở đây, Dương. Mình làm sai cái gì à? Chờ tôi với. Cô ta giận mình thật sao? Mình chỉ đùa thôi mà. Thôi, cô đừng giận nữa. Cô nhìn xem, trà sữa này tan hết đá rồi. Cô khóc đây à? Tôi thề với cô là cái việc mà tôi nói xấu cô trước mặt cậu ta chỉ là đùa vui thôi, chứ không hề có ý gì cả. Hay là bây giờ tôi tìm cậu ta rồi giải thích với cậu ta nhé. Thôi bỏ đi, tôi không sao. Không sao á? Sao cô lại khóc? Chuyện đó bây giờ đâu còn quan trọng nữa. Tôi không thể đến được với anh ấy thì việc tôi xấu hay đẹp trước mặt anh ấy cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Tại sao chứ? Bây giờ nhá, tôi đi gặp cậu ta, xong nói với cậu ta rằng cô với tôi chỉ là hợp đồng hôn nhân thôi. Và cả những cái chuyện thói hư tật xấu của cô nữa là tôi bịa ra. Thì vậy là xong mà. Trước đây tôi đã hy vọng là sau khi hai bộ tiểu thuyết của tôi được xuất bản, sau đó tôi sẽ nổi tiếng. Lúc đó tôi sẽ xứng đứng cạnh anh ấy và cùng tỏa sáng. Nhưng mà bây giờ kết cục là tôi thật thảm hại. Đâu phải cái gì mình muốn là cũng sẽ được đâu. Ví dụ như anh, yêu một người nhưng đâu phải lúc nào cũng đủ dũng khí để ở bên người đấy. Thôi muộn rồi,
đi về thôi. Ờ. Dương, cô đang ngủ hay thức vậy? Mở cửa đi có được không? Cô nằm cả ngày ở trong nhà rồi đấy, không đi ăn uống gì à? Dương, nghe tôi nói gì không đây? Dương, liệu có khi nào cô ta ngất ở bên trong không nhỉ? Đã suốt 2 ngày rồi không ăn uống gì cả. Không được. Dương, cô mở cửa ra ngay đi, tôi phá cửa vào bây giờ đấy. Dương, tôi làm thật đấy. Tôi vào đây này. Ôi, cô bị làm sao đấy à? Sao tôi gọi mà không nghe? Làm tôi lo muốn chết. Đây. Đây, cô ốm đây à? Trời ơi, sốt cao thế. Sao không nói gì hả? Tôi mà không kiểm tra thì phải làm sao bây giờ? Cô thật là... Xem ra chúng không cần mình để ý nữa rồi. Thôi, cứ để cho bọn chúng tự nhiên thì hơn. Ôi tôi chết, mình chuẩn bị có cuộc họp với hội đồng quản trị. Cảm ơn anh. Cô tỉnh rồi à? Cô đỡ rồi đấy. Cô muốn ăn gì không? Không thể như thế được. Tại sao Dương lại kết hôn với Toàn chứ? Rõ ràng tên đó là một tên máu lạnh. Ngoài chuyện công việc ra thì không quan tâm gì đến chuyện tình cảm cơ mà. Alo, tôi nghe đây. Việc giám đốc nhờ tôi đã điều tra xong rồi ạ. Cậu cứ nói đi. Cách đây không lâu, cô Nhi, bạn cùng phòng với cô Dương đã ôm hết đồ có giá trị để bỏ trốn và lừa cô Dương một khoản nợ vay nặng lãi lớn. Và dự án xuất bản 2 bộ tiểu thuyết của cô ấy đã không thành công.
Có chuyện đó sao? Thì ra là như thế, nên cô ấy mới không tới câu lạc bộ nữa. Còn về việc cô ấy kết hôn với chủ tịch đoàn của tập đoàn SVM là thật. Nhưng có điều lạ là thời gian hai người kết hôn lại rất nhanh. Trước đó, chủ tịch đoàn thường hay thuê người giả vờ xem mắt để qua mắt mấy cô ấy. Ngoài chuyện đó ra thì cậu còn điều tra thêm được gì nữa không? Tôi chỉ điều tra được tới vậy thôi. Được rồi, cảm ơn cậu. Tôi sẽ cho người chuyển tiền luôn cho cậu. Mình đã thấy nghi nghi rồi. Nếu mà như thế, có khi nào hai người đó chỉ là đang đóng kịch thôi không nhỉ? Chắc chắn là như thế rồi. Anh biết người em thích là anh, chứ không phải là tên đó. Dương, em đang làm gì đấy? Nói chuyện với anh một lúc nhé. Anh nhắn tin hỏi thăm tôi. Nghĩa là anh ấy không ghét tôi và anh ấy vẫn quan tâm đến tôi. Cậu ta mới nhắn có vậy thôi mà có vui đến thế sao? Ừ, anh có biết đây là lần đầu tiên anh ấy nhắn tin riêng cho tôi không? Tôi mới cốt đi mất. Có vui là được rồi. Ừ, nhưng mà theo anh ấy tôi nên trả lời thế nào bây giờ? Chuyện của cô, tôi biết làm sao được mà nói. Nhiều bình thường ý thì tôi không thế đâu. Nhưng đây là anh ấy, nên là chân tay tôi cứ bùn rủn lên ấy. Đầu óc cứ loạn lên, chẳng nghĩ được gì cả. Anh giúp tôi đi. Tôi đang run quá đấy này. Giúp tôi đi mà, năn nỉ. Ừ thì cô nhắn lại với cậu ta là cô đang buồn, muốn tìm ai đó nói chuyện. Thì cậu ta sẽ nhắn lại cho cô là hỏi xem cô buồn chuyện gì. Ờ, đúng rồi. Anh thực sự bất ngờ và có chút ghen khi biết em đã kết hôn. Anh ấy ghen? Chẳng lẽ anh ấy thích tôi? Thế cô hỏi lại anh ta xem là đối tượng kết hôn của anh ta là ai? Cô dâu tương lai của anh đâu? Cô ấy sẽ ghen đấy. Gần ngay trước mặt, xa tận chân trời. Nhưng chỉ tiếc anh đến muộn một bước. Chẳng phải là anh ấy đang ám chỉ tôi hay sao? Anh ấy thích tôi. Ờ, cô vui rồi chứ? Nếu như anh ấy cũng thích tôi thì tôi sẽ nói cho anh ấy biết sự thật. Anh có thể gặp riêng em một lúc được không? Anh có việc muốn hỏi rõ em. Anh ấy hẹn gặp tôi, nhất định anh phải giúp tôi. Giúp tôi tạo ấn tượng với anh ấy ngay từ lần gặp đầu tiên. Năn nỉ đấy. Tôi á? Ừ, thì anh cũng là con trai. Thì anh sẽ biết được là anh ấy sẽ thích là con gái mặc gì, rồi làm gì để tạo ấn tượng đầu tiên luôn. Nhưng mà năn nỉ anh đấy. Được rồi, từ từ nào. Thank you.
Đúng rồi đấy. Bây giờ thì cô có thể đi hẹn hò với tên kia được rồi. Cảm ơn anh vì hai ngày qua đã vất vả giúp đỡ tôi. Nhất định tôi sẽ báo đáp. Tôi đi đây. Mình bị làm sao thế nhỉ? Hay là bị đau tim rồi? Cơ mà tại sao lại cảm thấy khó chịu chứ? Em chào anh. Hôm nay em đẹp thật đấy. Thật ạ. Em cảm ơn anh. Em ngồi xuống đi. Em muốn uống gì? Xem cô ta vui chưa kìa. Thấy trai quan tâm một tí là tít cả mắt lại. Hết cả duyên dáng. Ơ, cái tên kia. Tay cậu ta dám. Của em đây. Cảm ơn anh. Mà Dương này, anh muốn hỏi thời gian vừa qua em xảy ra chuyện gì đúng không? Em nói cho anh biết được không? Chuyện đó... Anh thực sự muốn biết. Nhưng mà nếu em không muốn nói thì thôi cũng được. Anh hiểu mà. Ta đi theo mình làm gì chứ? Cái người này thật là... Dương. Chuyện lúc nãy anh vừa nói gì ấy nhở? Cảm ơn anh vì hôm nay đã đưa em đi ăn những món ngon và trò chuyện với em nữa. Anh cũng rất vui vì hôm nay có em ở bên cạnh. Anh cũng không nghĩ là chúng ta hợp nhau đến thế đâu. Nhưng mà tiếc là anh đã tới muộn một bước. Anh nói vậy ý là sao ạ? Nếu như anh tới trước toàn một bước, liệu em có đồng ý làm bạn gái của anh không? Giá như giữa em và Toàn chỉ là hôn nhân giả thì tốt biết mấy. Anh Duy, anh đùa như vậy em lại tưởng thật đấy ạ. Anh chỉ đùa thôi mà. Anh chỉ thử xem em có bị siêu lòng trước anh không thôi. Thôi giờ em về nhà đi. Anh về trước đi. Em sẽ vào nhà khi mà anh đi khỏi. Anh về nhá. Người ta ôm cô có một cái thôi mà mất hồn luôn rồi à? Này, anh lại theo dõi tôi nữa cơ. Tôi bảo là anh đừng theo dõi tôi nữa cơ mà. Tôi mà thèm theo dõi cô đấy à? Tôi tình cờ đi mua đồ đi ngang qua thôi. Nhưng mà không ngờ lại có người được trai tỏ tình. Một cái là bắt đầu là người nó cứ như ỉu xìu ra, như kiểu là muốn ngã vào lòng người ta luôn ấy. Đúng kiểu mê trai. Vì được người mình yêu ôm, con gái ai mà chả thích. Cô, đừng nói với tôi là cô định kể cho anh ta biết chuyện giữa tôi và cô đấy nhá. Sớm muộn gì anh ấy chả biết. Đây, điều 50.6, hợp đồng hôn nhân. Chuyện hợp đồng
chỉ có hai người được biết thôi. Nếu tiết lộ cho người thứ ba ấy, đền 10 lần giá trị hợp đồng, ok? Này, chỉ cho thêm một mình anh Duy biết thôi, có được không? Tôi hứa là sẽ bảo anh ấy là không tiết lộ với ai cả. Chẳng lẽ anh định để tôi trở thành kẻ ngoại tình trong vòng 2 năm sao? Điều 50.6 hợp đồng hôn nhân. Chuyện hợp đồng này chỉ có hai người được biết thôi. Nếu tiết lộ cho người thứ ba là vi phạm hợp đồng, đền gấp 10 lần giá trị hợp đồng, ok? Anh ta thật là kỳ cục. Đã bảo giúp mình rồi mà còn ki bo nữa, lôi hợp đồng ra dọa. À, thật, rốt cuộc là anh ta có định giúp mình hay không đây? Này, anh Toàn, anh ấy nhắn tin cho tôi như thế này ấy, thì tôi phải trả lời thế nào? Anh đã sao vậy nhở? Nếu như anh tới trước Toàn một bước, liệu em có đồng ý làm bạn gái của anh không? Giá như giữa em và Toàn chỉ là hôn nhân giả thì tốt biết mấy. Anh Duy, anh đùa như vậy em lại tưởng thật đấy ạ. Cả ngày nay anh ta làm sao đấy nhở? Cứ hầm hầm với mình. Này, ở công ty dạo này có việc gì không vui sao? Hay là để đấy tôi làm cho? Tránh xa tôi ra! Không một cô phải quan tâm! Con làm cái gì thế hả? Sao lại nặng lời với vợ như thế? Con gái nhà người ta đã phải rời bỏ gia đình, về nhà mình ở. Lạ nước lạ cái, về làm dâu nhà mình, con đã không tâm lý chịu chuộng thì thôi, còn nặng lời với ai hả? Xin lỗi vợ đi. Mẹ, làm sai con không biết mình có lỗi à? Con thử nhìn tay vợ con xem, tai hại không có chứ. Con làm sao không? Ừ, không sao. Để anh băng vết thương cho em. Không cần đâu. Con làm vợ con tủi thân rồi đấy. Không biết tay cô ấy có sao không? Chắc là giận mình lắm đây. Nhưng mà tại sao mình lại làm vậy chứ? Mình đã làm gì sai? Sao anh ấy lại khó chịu khi thấy mặt mình chứ? Không biết phải đối diện với anh ấy thế nào đây. Sao mẹ lại bắt mình mang cơm cho anh ấy làm gì nhở? Biết đối diện với anh ấy kiểu gì bây giờ? Nhưng mà mình với anh ấy cùng hội cùng thuyền với nhau, cũng không thể nào mà chiến tranh lạnh mãi như vậy được. Thôi được rồi, chịu khó vậy. Phải tình. Em về rồi đây. Anh có biết là em nhớ anh như thế nào không? Cô này là ai đấy? Xinh đấy. Đừng động vào đầu của tôi. Vì cô ấy nên anh ấy mới trở nên bất thường như vậy. Nhưng mình sao thế nhở? Sao lại cảm thấy khó chịu như vậy?